chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dạy các bạn cách làm một skin riêng cho mình nhé. Đầu tiên bạn cần chuẩn bị 3 app này. Rồi tiếp đến bạn cần chuẩn bị file giải mã và mã hóa này. Mình sẽ để link tải dưới mô tả. Bây giờ bạn vào theo đường dẫn mình để trên màn hình. Các bạn muốn móc ngoại hình thì vào phần Resources và Prefab Characters nhé. Vào đến đây bạn sẽ thấy rất nhiều file thế này thì bạn chọn tướng mà bạn muốn móc. Nó sẽ có số ID tướng và skin để mình nhận biết. Cái ID tướng và skin này mình sẽ để link dưới mô tả luôn nhé. Ở đây mình sẽ ví dụ là Florentino có ID tướng là 521. Rồi bây giờ bạn copy cái file After Info đó ra ngoài nhé. Mình sẽ copy ra thư mục tải về nhé. Bây giờ bạn nhấn vào rồi chọn xem. Mở tiếp cho đến khi thấy file After Info này rồi bạn nhấn giữ rồi chọn copy và nhấn nút dán màu xanh lá ở góc dưới màn hình. Bước này bạn lưu ý là các bạn phải đặt file After Info và file giả mã hóa ở cùng một nơi nha. Rồi bây giờ bạn thoát ra và vào ứng dụng FinderJoy. Bạn nào lần đầu tải thì nó sẽ có vài thông báo, bạn cứ nhấn next đi nhé và chờ nó tải về. Rồi bây giờ bạn sẽ thấy cái ký hiệu thư mục ở bên trên, bạn nhấn vào rồi chọn Open. Rồi nhấn vào Internal Storage và tìm đến nơi lưu file giải mã hóa thường nó sẽ nằm, ở thư mục tải về. Bây giờ bạn nhấn vào nút chạy màu vàng ở dưới rồi nó sẽ ra một giao diện như này. Bây giờ bạn quay ra ứng dụng, ra Chiver nhấn giữ vào cái After Info nãy copy rồi chọn đổi tên và copy cái tên ấy. Bây giờ quay lại FinderJoy nhấn giữ vào rồi chọn Paste. Giải mã hóa xong thì bạn thoát ra vào ứng dụng Hack Editor, chọn Open File, chọn External, tìm đến cái file After Info nãy giải mã ấy rồi nhấn vào mở ra. Nó sẽ có như này, bạn nhấn vào cái kính tìm kiếm ấy, bạn nhập ID skin vào đây và nhấn tìm. Mặc định của floor là 521.1, mình muốn mod skin tinh hệ thì sẽ là 521.3 nha. Rồi giờ bạn tìm thấy cái đoạn 521 một chữ, bạn nhìn sang sẽ thấy số 31. Bạn nhấn vào rồi chọn cái bút ở dưới, và sửa số 1 đó thành số 3. Số 3 ở đây là ID skin của floor tinh hệ nha. Rồi bạn nhấn Set Value, bạn làm tương tự với 5 số còn lại nhé. Đến đoạn này bạn lưu ý là skin nào mà có lia cam thì bạn phải chỉnh nhé. Tinh hệ thì không có nên mình bỏ qua nha. Làm xong thì bạn nhấn nút lưu ở góc bên phải nha. Bây giờ bạn thoát ra vào lại FinderJoy để mã hóa lại file nhé. Mã hóa xong thì bạn vào ra Chiver.
tìm đến cái file After Info rồi nhấn cắt và cắt vào file info gốc của nó nhé. Rồi giờ bạn sẽ cắt file gốc đó vào lại chỗ ban đầu, đường dẫn như trên màn hình. Bây giờ bạn thoát ra để test nhé. Let the dance begin. Như vậy là được rồi. Chúc bạn thành công nhé.